Vâng, xin trân trọng đến chào quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam Ngày Nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay Huế Việt Nam Ngày Nay có duyên kết nối yêu thương từ các anh chị trong ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Cali đang phát quà tại Thuận An. Tổng số thôn hôm nay phát gồm có 5 thôn là Minh Hải, Hải Thành, An Hải, Hải Bình và Hải Tiến. Xin mời quý vị và các bạn chúng ta theo dõi cái hoạt động yêu thương thiện nguyện của bà con phương xa, thương về bà con ở quê hương ở Huế, ở Thuận An vào những cái thời gian phải nói là vừa trải qua nhiều cái khó khăn, bão lụt triền miên, nhận được một cái tấm lòng yêu thương thiện nguyện sưởi ấm đồng viên rất là tuyệt vời. Xin mời các bạn chúng ta cùng theo dõi cái hoạt động yêu thương này. Dạ thưa quý vị và các bạn, ở đây có anh Phan Thế Thiền đại diện bà con ở Thuận An có đôi lời tâm sự với quý nhà hảo tâm hôm nay. Dạ em chào anh. Dạ chào anh. Kính thưa quý anh ở Đồng Hương ở Bắc Cali, Hoa Kỳ. Hôm nay thay mặt bà con cũng trước hết cũng chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của mạnh thường quân, các anh em ở hải ngoại có tấm lòng đến với quê hương chúng ta. Mặc dù trong thời gian này là thời gian quá quan trọng bởi vì mùa lụt rồi bão, từ bão cái bão số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 tiếp đến số 10, nhưng bà con chúng ta vẫn kiên là không sợ nắng mưa, vẫn bám trụ giữ làng. Hôm nay là được là mạnh thường quân của Bắc Cali, Hoa Kỳ để gửi một chút quà đến phục vụ cho bà con trong những ngày mưa tháng gió. Thì tôi cũng đại diện cho tổ dân phố Minh Hải chân tình cảm ơn các mạnh thường quân đã tạo điều kiện giúp đỡ cho bà con nhận quà sáng hôm nay. Như vậy hôm nay tại Minh Hải mình phát 40 suất anh ha. Dạ đúng rồi, 40 suất. Bây giờ xin nhờ anh đại diện nhà hảo tâm gọi tên và rồi gọi tên. Võ Thị Dậm. Lý Thị Vân, Vân. Có vui không mẹ? Bà con nhận quà hôm nay thấy như thế nào? Có vui không? Dạ, vui hả? Huỳnh Nam. Nhà chị có thiệt hại gì không? Dạ, nhà em tốc mái hết. Tốc mái hết. Lập chứ, lập mái. Nguyễn Đại Phi. Dạ, em có chứ. Cứ từ từ đã, cứ nhận theo chút mình đã. Rồi, Phương. Rồi, từ từ, Lê Trọng thôi. Lê Phương Mỹ. Ôi, Lê Phương Mỹ vô nhận đi. Nguyễn Thị Quét. Mới nhận luôn. Trân Vịnh Đối. Dạ, Võ Văn Cúc luôn. Võ Văn Cúc luôn, rồi. Trân Vịnh Đối. Trần Văn Hiệp. Để những cái thứ. Buổi phát quà đang diễn ra tại rồi, ôn. Dạ, ôn những cháu cái quà cho. Dạ, được không? Nhẹ. Rồi, Trần Cư. Tô Lưng. Cảm ơn. Vui. À, dạ, thích nhận được không? Hả? Thích nhận được không? Thì ta là chắc thì là chỉ là vui rồi hả? Ông ở một mình đó. Tịch nghĩ rỉ ra thôi. Ôi dạ được à? Về bao gỗ mà hết. Anh giật cho em chị anh. Có được đứa bên đây cái nhỏ. Ông Binh tệ nhau ông thích chị. Em một mình. Em chạy vô trong bên này. Ở 40 xúc, ở 60 xúc qua. Không. Không có hả? Được thì vô sắp sắp nha. À lấy thì anh. Có bị hư hại chứ không? À, dạ, chúc mừng ông. Dạ.
Không, chưa. Buổi phạt qua rồi, tại thôn Minh Hải cũng đã kết thúc. Bây giờ bên nhà sẽ lúc tiếp tục. Của luôn á. Rồi con giao lại cho anh Thiện. Tại cái... Anh Thiện, em chạy vô trong đi chị đấy. Rồi chúng ta đi xong. Kết thúc nhận. Vâng, bây giờ chúng ta tiếp tục qua chỗ làng tổ dân phố An Hải tại thị trấn Thuận An để chứng kiến cái buổi bà con ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Cali gửi quà cho bà con. Trước mặt chúng ta có anh Lê Văn An là tổ trưởng tổ dân phố. Anh có đôi lời với các nhà hảo tâm hôm nay. Dạ, em cùng Lê Văn An tổ trưởng tổ dân phố An Hải hôm nay cũng xin đại diện trong bà con cái hoàn nạn cơn lụt bão vừa qua và xin rất chân thành cảm ơn những nhà hảo tâm đợt tài trợ cho bà con. Hôm nay là tiến hành phát quà cho bà con đó tổ dân phố An Hải. Vừa rồi thì các nhà hảo tâm gửi về trong cho tổ dân phố An Hải là 500 đô, đổi ra được 11.500.000 đồng. Thì hôm nay phát được là 57 xuất quà, một suất 200.000 là hết là 11.400.000 đồng. Đó. Mà bán ra được 11.500.000 đồng, còn 100.000 đồng thì cũng thông báo bà con là cho những người đi liên lạc để họ đi đưa giúp cho bà con để tới nhận hàng. Cũng xin đại diện trong phố xin cảm ơn tất cả tấm lòng tinh thần của những các anh chị em. Các anh chị em những nhà tài trợ. Xin cảm ơn. Ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Cali. Dạ. Bà con thấy vui ạ. Vui cho trang vào tay ạ. Vừa rồi bà con ở nơi mình có ai thiệt hại gì không? Thiệt hại cái chi? Bay mại tôn rồi hả? Heo cá gà vịt răng cá mú cũng bị sảy không? Chỗ này ít nuôi. Thôi như anh đọc tên nhỉ? Một lấy được không? 4 Bằng Việt Phương, 5 Trần Thị Phương. Ai có tâm có đi, ai có là người khác. Lấy được không đi nhận cho ai? Ai lấy được không đi? Không có ai đi. Ai có tên Phương? Mấy cái chú nhiều quá, đưa qua bên nữa xin nhận đâu tôi với chắc ở đây bảo lục thì quả lồi chẳng mọi tiếng rồi. Ồ, nói dễ thương quá. Trần Thị Phương tôi nhiều nhiều. Xin cho tôi vậy. Nơi đây thương. Lục lồi, lồi quá mỏi chân. Chưa. Rồi. Nguyễn Thanh Tư. Nguyễn Đại Dân. Có không? Nguyễn Đại Dân. Vô đây này. Tất cả là 57 xuất quà tại tổ dân phố An Hải. Sinh dụng à? Không, chưa. Vô thì chắc Vân Hòa. Nguyễn Văn Đồng. Hà Thanh Phương. Tại đường Trương Thiều gần chợ Thuận An. Thank you.
miếu Ba Giang, làng văn hóa Thái Dương, trường tiểu học số 1 Thuận An, chờ đã tại Hải Tiến, thị trấn Thuận An. Dạ, quay phim chờ. À, hỏi thăm bà con tình hình lục bão. Dạ, lục bão sạt nghiệp rồi, tội nghiệp chưa? Nhìn vào bên sâu, trong chờ đã. Tiếp theo thì quý bà con trong ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Cali phát quà tại thôn Hải Bình, ngay tại trường tiểu học số 2 Thuận An. Trước mặt chúng ta là anh Nhuận Tổ, phó tổ dân phố Hải Bình, sẽ có đôi lời với quý nhà hảo tâm. Dạ, mời anh. À, cảm thưa chị hội người cao tuổi, cảm thưa quý thầy cô thuộc trường Thuận An, cảm thưa tất cả các phụ huynh trong các em học sinh. À, vừa qua miền trống của chúng ta xảy ra lũ lụt. Với cái tinh thần đó thì bà con Việt kiều của chúng ta ở Mỹ cũng có vận động được một số nhà hảo tâm ủng hộ được một tổ dân phố với hiện tiền là 500 đô. Riêng tổ dân phố Hải Bình sử dụng 500 đô đó hôm nay để làm những cái phần quà phát sách vở cho trường cấp 2 Thuận An cũng như trường tiểu học Thuận An 2. Những cháu có hoàn cảnh khó khăn cũng như là trong bão lụt vừa rồi bị ướt sách vở, với cái tinh thần đó thì tôi cũng xin đại diện cho tổ chức phố cũng luôn hy vọng các nhà hảo tâm cố gắng vận động thêm được nhiều mạnh quân hơn nữa để giúp đỡ cho tổ dân phố cũng như bà con và các cháu tổ dân phố Hải Bình được nhiều phần quà thiết thực để phần nào đó khắc phục được cái phần nào trong cái bão lụt vừa qua. Xin cảm ơn bà con Việt kiều. Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ. Xin để đi vào phần phát quà thì xin kính mời hai bác đại diện cho chi hội người cao tuổi của tổ dân phố Hải Bình lên để phát quà cho tất cả các cháu. Lê Trọng Huy Hoàng, lớp 11, cháu Lê Trọng Huy Hoàng. Nguyễn Hoàng Phúc, Đào Như Quân, Phạm Thị Kim Tuyền, Nguyễn Hữu Thiền, lớp 11. Đứng đây con, cháu cháu. Lớp 12. Nguyễn Lê Hằng Ni, Trần Trọng Hữu, Phan Thị Mỹ Phương, Nguyễn Quốc Hoàng, La Thị Thảo Nhi, Trần Ngọc Minh Tâm. Máy 313 rồi. Tất cả là 190 phần quà. Vâng, mời quà trong đấy. Vâng, đây rồi. Quê 2. Bắc Cali dành cho các cháu tại trường tiểu học Thuận An 2. Dạ. Cảm ơn luôn hai chị luôn ạ. Em mới được cái nuôi của đi. Rồi 32. Lớp 32. Lê Thị Bảo Trân, Phan Trung Việt, Võ Minh Anh Hào. Trần Thị Thủy Tiên, La Hà Minh Trí, Lê Hoàng Nam, Trần Ngọc Yến Nhi, Lê Thị. Nguyễn Uyên Nhi, Phạm Ngọc Yến Nhi, Nguyễn Thanh Thiên,
Trương Thị Ánh Tuyết. Như vậy buổi phát quà của bà con ở hải ngoại trong ba ngày điều hành bà con lâu rồi làng Thủ An ở Bắc Kali mẹ đâu lâu lâu xong rồi chứ để mà chào cấp hai này. Giai đoạn chuẩn bị qua tại thôn Hải Tiến. Vâng, kính thưa quý bà con trong ban điều hành làng Thủ An ở Bắc Kali, quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn. Đây là cái tuyến đường Hoàng Sa, đầu kia là gọi là chợ đá. Và đi thẳng cái tuyến đường này thì chúng ta đi ra cửa biển Thuận An, ngoài cái bờ kè đang được xây dựng chắn sóng. Và hôm nay tại cái địa chỉ 168 đường Hoàng Sa đang cùng tiếp tục diễn ra thêm một cái lượt phát quà của ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Kali cho bà con tại thôn Hải Tiến trong cái nhà phía trước mặt chúng ta. Xin mời quý vị, các bạn và bà con theo dõi. Hôm qua thì quý bà con ở ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Kali đã phát 3 lượt tại 3 thôn cũng thuộc thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế. Tiếp theo cái lượt này ngày hôm nay tại thôn Hải Tiến, bạc Trần Thanh Hữu đại diện tổ dân phố sẽ có đôi lời với quý nhà hảo tâm. Dạ. Thưa tất cả bà con Hải Tiến, thưa tất cả các nhà hảo tâm, các tổ chức từ thiện, là anh em Việt kiều ở nước ngoài, qua một thời gian bão lụt thiên tai là áp thấp rồi bão rồi lụt trồng lụt, cho nên là gây khó khăn cho bà con miền Trung rất nhiều, kể cả Thừa Thiên Huế và kể cả Thuận An cùng bà con Hải Tiến. Đặc biệt ở đây bà con Hải Tiến chúng tôi là chuyên nghề cá lồng, là nuôi cả lồng vài trăm hồ, rồi cả 500 hồ, ở 500 lồng, rồi toàn là tập trung là 75% là nghề biển. Nhưng mà đến nay, một tháng nay là thiên tai bão lụt kéo dài dồn dập, bà con không làm gì được đồng nào cả. Đó, tôi cũng xin sơ lược về cái thiệt hại tại địa bàn của tổ dân phố mình. Tổ dân phố đến hôm nay có trên dưới là 850 hồ. Đó, qua tàu thuyền thì cũng có là gần 200 tàu thuyền lớn nhỏ. Thì qua thời gian xảy ra vừa qua đó, thì về phía con người thì là tổ dân phố không thiệt hại, nhưng mà thiệt hại về vấn đề là nhà cửa thì là nhà cửa tốc mái là 121 hộ, từ 30% đến 100%. Về biển sạt lở là 210 mét, là cũng có đoàn kè được, có đoàn chưa. Rồi cá lồng của bà con hơn 200 hồ nuôi cá lồng, gần 500 lồng, hiện nay chỉ còn chừng 5% thôi, mất 95%. Tàu thuyền không từ đó bữa đó đến nay không làm gì được lúc nào. Đó, nước những cái ngày mà nước lũ thì tổ dân phố Hải Tiến này là tổ là thấp trọng nhất, có 850 hộ thì phải di dời đến 550 hộ đến các nhà là kiến cố, rồi đến trường các trường học nghỉ qua ngày tháng an toàn, rồi khi đó mới trở về. Đó, kia nơi sau nhất thì phải tới đến mực năm. Đó, rồi á, vùng này là vùng thấp nhất mà. Đó, cho nên là đặc biệt mình gần cửa.
nên mình gần cửa gần đô nữa, cho nên là cũng rất nguy hiểm. Cho một lần có thiên tai là chính quyền tập trung về đây cho bà con di tản trước hết, chứ còn đến cái giờ bão và lụt thì không có ai chống nữa. Thì qua trình bày cái việc sự việc mà thiệt hại của bà con trong tổ dân phố đến nay cho các nhà tổ chức, các bà con nước ngoài được rõ. Thì vừa rồi chúng tôi đại diện cho tổ dân phố thì có nghe bà con ở nước ngoài có hỗ trợ về cho là 5 tổ dân phố là 2.500. Chúng tôi có những tổ dân phố chúng tôi có nhận được 500. Và hôm nay mua 57 phần quà để phát cho bà con. Đó, thì trong những ngày khó khăn mà các tổ chức từ thiện hỗ trợ cho bà con được cái gì thì chúng tôi là quý cái đó. Và đại diện cho phía anh em trong tổ dân phố Hải Tiến xin gửi lời cảm ơn các nhà tổ chức, các nhà từ thiện, rồi các anh em bà con ở nước ngoài. Và xin chúc mọi người sức khỏe, cố gắng quan tâm cho bà con Hải Tiến chúng ta. Như vậy là hôm nay 57 phần quà, mỗi phần quà như vậy được tổ trưởng tổ chức phố đã chuẩn bị một chai dầu ăn, một chai nước mắm và một vị bột ngọt, thêm một bao gạo có máy 10 kg. Dạ rồi, bây giờ xin nhờ anh Hữu làm việc rồi bà con để đại diện các anh chị ở Bắc Cali trong ban điều hành làng Thuận An, yeah, gửi qua cho bà con. Chúng ta tiếp tục cho tràng vỗ tay đi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn nhiều. Rồi, việc chủ động mới lên này. Số 1, Phan Dân. Chị Phương ơi. Rồi. Có được biểu lên, cũng biểu lên. Thông cảm hết, bữa chưa ai có ai chưa chủ biệt hết, mọi người bà xóm riêng từ từ, người trở kẻ sau. Rồi, cảm ơn tiếng này. Rửa, cảm ơn, học quên, cảm ơn. Mai Văn Duy. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn các anh em được ngoài này. À dạ, rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn thôi. Đi lẹo một, Trần Thị một. Đi bộ với gái đấy. Rồi, con thì hai người rửa, một người qua người chung coi nắng. Phan Thị Thương. Rồi. Rồi. Ai mà có mưa về bảo. Rồi. Mọi người chưa nhận qua mà cũng cảm ơn rồi. À dạ rồi. Phạm Thị Xin. Ba con nghe lịch sử có ạ. Dạ. Rất là vui nữa. Rồi, chưa tới. Nguyễn Anh Long. Nguyễn Anh. Đây rồi chú. Đi đâu con mà con có nhìn đâu. Con tên chi giống mà mang tên chi, con tên chi? Ngô thì có. Ngô thì có. Nó còn cái gì đấy. Từ đứng đợi xí thôi, đóng có thì đợi lại xí đó. Thôi từ hãy cái giống như cái đó, hãy cái giống cái ảnh như đó, đừng qua cho hãy cái giống. Đá có lộn xộn. Nhà về lục bảo có về chi không? Dạ không, vì khi về con cả hai cả. Hai thằng cả. Về thì không bị chi. Cá có bị cá. Ô vả có bị cả chứ nó không được. Rồi rồi. Phạm Phước. Cảm ơn đấy rồi đấy. Chào anh có thể kể cho bà con về cái tình hình thiệt hại trong cái lũ lụt vừa qua của anh. Đầu tiên xin hỏi anh là tên gì ạ? Dạ, Tân Văn Đoàn. Về cái tình hình thiệt hại như thế nào anh? Mà bà con hỏi anh là thiệt hại nhất thị trấn Thuận An luôn. Dạ, thấy em được. Nghe em giật mình. Cái đồng đó là em nuôi cả lông là mấy chục năm nay rồi. Thì tỉnh ra là nuôi nhiều thì chết nhiều. Mà là hai cha con thì là từ ngày mùng 7 tháng 10 mà tới là lụt trong lụt. Mà đầu tiên là bảo là sao lụt là trong lụt là nước trên tây xã về nước bùn rất nhiều. Là cả là vô mang, thở không được. Rất là chết, là thiệt hại là hai cha con là hơn 1.5 tỷ nữa. Hơn 1.5 tỷ đồng luôn. Mà tôi cho thằng con là mới ra nuôi thôi. Ôi rồi hả? Mà tặng tay. Ôi rồi hả? Chắc bây giờ cười ra nước mắt rồi. Chứ cười là ra nước mắt. Buồn quá hả anh ha? Từ là... Em chia buồn. Mình là cho lại là tự làm thôi chứ không có được ngoài thân dân chi hết. Hai vợ chồng tự tạo mình hình thôi. Ngoài cả thì con chỉ thiệt hại chứ được không? Thì nhà cửa thì hẳn cũng lụt thôi. Độ cao thì 2 mét. Lụt mà từ đực nước cũ mà để hiện tại nó nước mới là để 2 mét thôi chứ con hẳn... Cộng yên ra cửa thì cộng yên, bê thiệt hại cả là rất nhiều. Chứ là trắng tay hai cha con là không còn gì hết.
anh nuôi cá cho mông về số nuôi cá là tại Vịnh Hải Tiến. À Vịnh Hải Tiến hả? Dạ. Thế chia bộ anh ha. Em chào chị. Chị Lâm Ân cho em hỏi ở đây vừa rồi lụt có sâu không chị? Lụt cũng đấy là vô trong nhà là tiền. Trong nhà cao ní hả? Ừ, lụt lụt ngã đấy nỉ. Trong nhà cao mà lụt cả một gán rồi à? Ừ, lụt còn gán. Dạ. Đây là đường Tư Vinh. Đường Tư Vinh. Dạ. Nước lên ngang đầu luôn hả? Ừ. Dạ. Chưa ai trời giúp chứ hết đó hả? Không có, ngoài biết cua nữa. À, được à. Vâng, kính thưa quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn. Như vậy hôm nay là sáng thứ 6, một cái lượt phát qua thứ 5 của quý nhà hảo tâm trong ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Cali, gửi về chia sẻ yêu thương cái vất vả của bà con tại làng Hải Thành. Vừa qua chiều mưa gió bão lụt cũng rất là nặng nề. Các cái phần quà yêu thương bây giờ đã được chuẩn bị sẵn và phía sau lưng của mình nhiều bà con đang chuẩn bị nhận các cái phần quà yêu thương. Bà con có vui ạ? Dạ rồi, chúng ta đang ở đây. Dạ. Ngoài kia trời cũng đang mưa khá to. Về phía thôn Hải Thành, ở đây có bác, dạ, sẽ đại diện bà con có đôi lời với các nhà hảo tâm. Dạ. Dạ. Thưa tất cả bà con ở lại ngoài, tôi thay mặt cho quý bác chức sắc ở làng cũng như ở thôn Hải Thành được cơn bão vừa qua thì dân dân cũng có phần thiếu hụt về trong vấn đề mưa bão. Vì vậy làng Khai Dương ở Thuận An bên kia có nhà tâm vận động và quyên góp tất cả các bà con ở hải ngoại, nhất là ở địa phương làng Thái Dương chúng ta, có một món quà gửi về để tặng cho bà con trong khi mưa bão. Đó cái niềm rất là vinh dự và sung sướng. Tôi thay mặt cho làng, vì làng vừa qua cũng nghe rằng làng bên kia cũng như các mạnh thường quân có gửi về cho năm thôn để phát cho dân. Đó là một cái niềm rất là hạnh diện. Và hơn nữa, thay mặt cho làng, cho thôn Hải Thành và bà con ở chỗ Hải Thành rất trân trọng và cảm ơn một lần nữa, chúc bà con sức khỏe, mạnh khỏe và hướng về quê hương. Đó là niềm mong ước chúng tôi. Xin trân trọng và cảm ơn. Dạ, cảm ơn bà đã gửi những lời yêu thương chân thành. Cảm ơn bà con ở hải ngoại đã quan tâm yêu thương bà con vất vả vừa qua. Bây giờ thì ban tổ chức phát quà vào việc dạ rồi. Dạ đưa được, năm đứa được. Đây chứ ạ. Nắng mê. Mê vui không? Nhiều. À dạ vui à. Nhận qua mấy lần rồi? Nhiều lần. Nhận qua mấy lần rồi? Mấy lần quên rồi. Dạ mấy lần quên rồi. Vừa rồi mưa bão có bị chứ không? Có lụt không? Lụt đó. Ngang mô. Vô nhà ngang mô. Nguyên nền đó. Nguyên nền hả? Dạ. Mẹ có bị hư hại chứ không? Ê? Mẹ có bị hư hại chứ không? Không. À không hả? Dạ. Dạ thôi chúc mẹ khỏe. Nhận thêm nhiều quà mẹ ha. Dạ. Hôm nay quý nhà hảo tâm trong ban điều hành làng Thuận An ở Bắc Cali sẽ gửi cho bà con ở thôn Hải Thành 51 phần quà. Mỗi phần quà như vậy là một bao gạo 10 kg, bột câu, một chai rượu ăn, một cân đường, một bịch, tức là một bao bột mì và một gói bột ngọt, tức là vị tinh. Cảm ơn. Dạ xin cảm ơn. Rất là thực sự. Dạ cảm ơn chị. Cảm ơn. Dạ.
51 phần quà có lẽ bà con cũng đang có đôi việc cho nên chi không tập trung đông, cũng đang rải rác. Ở mình đây vừa rồi bão lụt có ai bị thiệt hại nhiều không các o các chí? Dạ. Ồ được à, có ai nuôi cá bị sảy lông hư hại không? Dạ có. À được rồi, chị bị chi? Dạ cá. Cá bao nhiêu lông thiệt hại tổng cộng khoảng bao nhiêu tiền? Hai lông thôi. Hai lông? Dạ, hai lông mới ra hết luôn, toạc không ra hết. À, mất hết 20 triệu không? Dạ được. À, dạ. Ở đây có cái anh gì ở bên Hải Tiến á, là thiệt hại như vậy cũng nghe nói là gần 1,5 tỷ hả? Ba con ở đây tổng thiệt hại cho cái cá lông là ba con ở đây thiệt hại với gần 3 tỷ. Tổng thiệt hại hả? Tổng thiệt hại của ba con nuôi cá lông. Trên một gia đình có gia đình ít nhất là khoảng tầm 80 triệu. À, dạ, dạ. Mà gia đình nhiều nhất là khoảng 370 triệu. Dạ. Thiệt hại của ba con là... Còn một số ba con là do bị Covid không bán được cả. Mẹ vừa rồi nhận quà, giờ mẹ đang trên đường về. Ở trên đường Hoàng Quang có một cái cây mà bà con gọi là cây da. Thân rất là to. Tuổi đời theo bà con cho biết khoảng 7 đến 80 năm rồi thưa quý bạn. Trời cây gốc rất lớn luôn. Bên cạnh cây da này có thêm một cây nó mọc kèm, tạo thành một cái hệ thống gốc và rễ rất là lớn. Cây mọc kèm bên cạnh đó là cây bồ đề. Ngay trước nhà số 60 đường Hoàng Quang, cái địa điểm mà bà con thôn Hải Thành đang vui mừng nhận quà của quỹ nhà hảo tâm. Vâng, kính thưa quý nhà hảo tâm, quý vị và các bạn, như vậy các cái phần quà của quý nhà hảo tâm là các anh chị cô chú bác trong ban điều hành làng Thuận An tại Bắc Cali gửi về cho năm thôn tại làng Thái Dương. Như vậy kéo dài từ ngày thứ hai đến hôm nay là thứ sáu thì cũng đã kết thúc. Vì mỗi thôn phát mỗi đợt mỗi ngày khác nhau. Phải nói rằng mình nhận thấy cái tình cảm thân thương, thể hiện cái tinh thần dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho dù ở đâu, trong nước và ngoài nước, khi hoàn nạn, sự cố, thiên tai, thì phải nói tinh thần đoàn kết, yêu thương, gắn bó, tương trợ rất là tuyệt vời. Hôm nay thì mình cũng thấy cái tinh thần của bà con cũng rất là vui vẻ, cũng như là cả cái lần mà bà con được nhận quà. An ủi bà con trong cái đợt dịch vừa qua, cũng như là thiên tai, bão lụt. Xin cảm ơn thì bà con ở làng Thuận An tại Bắc Cali rất là nhiều. Và cảm ơn quý nhà hảo tâm đã thương về Huế. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị và các bạn không quên tương tác, ủng hộ để cho kênh YouTube Hiểu Năm Ngày Nay ngày càng phát triển, là một cái cầu nối rộng hơn, dài hơn, bằng cách bình luận cũng như là đăng ký để theo dõi video mới mà kênh Hiểu Năm Ngày Nay tải lên, đồng thời chia sẻ video, giới thiệu cho bạn bè biết về quan cảnh của Huế của chúng ta, để kênh thực hiện cái công việc yêu thương được nở rộ. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn luôn mọi điều tốt đẹp như ý, hạnh phúc và thành đạt.
hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các lô tiếp theo. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý anh chị cô dì chú bác trong ban điều hành làng Thuận An tại Bắc Cali. Xin trân trọng cảm ơn.